Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm làm việc tại Hoa Kỳ. Trong thời gian này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa, trong đó cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ, làm việc tại Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp. Trong một tuần làm việc xuyên suốt tại Hoa Kỳ với lịch trình dày đặc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nhiều cuộc gặp gỡ tiếp xúc với nhiều lãnh đạo từ cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác quan trọng của Việt Nam, từ lãnh đạo cộng đồng doanh nghiệp, quốc hội, kiều bào ta ở đây, cũng như Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác. Sau 2 năm đại dịch COVID-19, đây là chuyến đi lớn để thực hiện nhiệm vụ đối ngoại. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu thăm làm việc lần này tại Hoa Kỳ vừa thể hiện thông điệp đa phương trong quan hệ ASEAN với Hoa Kỳ, Việt Nam và Liên Hợp Quốc, vừa thể hiện thông điệp song phương, trong đó đặc biệt là quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ. Cùng với đó, chuyến đi lần này không chỉ triển khai hướng đi trong chính sách phát triển, chủ trương đối ngoại của Việt Nam, cũng như định hướng phát triển của Việt Nam với khát vọng đến năm 2030-2045 do Đại hội Đảng lần thứ 13 thông qua, mà chủ trương lớn nhất của Việt Nam là thực hiện chính sách đối ngoại nhất quán độc lập, hòa bình, đa dạng hóa, đa phương hóa, đồng thời là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong các vấn đề của quốc tế. Đây chính là thông điệp lớn nhất Việt Nam vừa tiếp tục phát triển, vừa hội nhập mạnh mẽ. Chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính được coi như chuyến đi 3 trong 1, có cả song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, có cả đa phương ASEAN-Hoa Kỳ, có cả Liên Hợp Quốc kết nối với thế giới. Điểm nhấn lớn nhất đó là chúng ta đã thể hiện được vị thế Việt Nam với tư cách là một quốc gia nhất quán về độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và rất có trách nhiệm. Hơn nữa, Việt Nam vừa đóng góp vào công việc chung, song đồng thời qua chuyến đi này cũng tranh thủ tận dụng được những nguồn lực cho sự phát triển đối với nền kinh tế đất nước. Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã đi vào chiều sâu, bao hàm cả chính trị, ngoại giao, khoa học công nghệ cho đến các vấn đề kinh tế. Khi quan hệ ngoại giao song phương gắn kết lâu dài, nền kinh tế Việt Nam có cơ hội phát triển và hội nhập, có thể tham gia vào thị trường của Hoa Kỳ. Điều này cũng cho thấy, qua hợp tác giữa hai nền kinh tế với nhau, có sự bổ sung cùng phát triển. Chuyến thăm làm việc lần này tại Hoa Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam cũng tạo ra cơ hội hợp tác kinh tế mới, bảo đảm hơn nữa cho mối quan hệ song phương, tăng thêm sự hiểu biết và xây dựng lòng tin đối với nhau.